Daegeuki là một tác phẩm điện ảnh chiến tranh của Hàn Quốc được ra mắt năm 2003, đúng 50 năm sau khi cuộc chiến hai miền Triều Tiên kết thúc. Tên của bộ phim có nghĩa là Dương cao ngọn cờ Tổ quốc, dễ khiến nhiều người Hàn Quốc thế hệ trước lầm tưởng đây lại là một phim tuyên truyền chiến tranh theo mô típ xưa cũ. Phe ta là anh hùng, phe địch là thú vật, những gì ta làm đều đúng, còn những gì chúng làm đều sai. Nhưng Daegeuki không phải là một tác phẩm tuyên truyền được nhào nặn từ nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền rồi từ đó gieo rắc cho người dân. Thay vào đó, nó chứa đầy các câu hỏi nhức nhối, những hiện thực trần trụi và cơ hội để thức tỉnh lương tri. Đó là những câu hỏi khiến ai cũng phải suy ngẫm, như lý tưởng cách mạng nào cao cả tới mức người ta phải giết lẫn nhau? Huân chương chiến công có ý nghĩa gì khi nó phải trả bằng sinh mạng của người khác? Rốt cục thì chúng ta chiến tranh để làm gì? Chống lại ai? Cuối cùng đạt được cái gì? Vậy những bộ phim đề tài chiến tranh của Hàn Quốc đã thay đổi ra sao? Và nó đã trả lời những câu hỏi ấy như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Chiến tranh trong phim Hàn, từ cỗ máy tuyên truyền dọc khuôn đến những câu chuyện thức động lương tri của tác giả Lê Khánh 123 được đăng trên website Spiderroom nha. Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spiderroom trân trọng giới thiệu Spiderroom Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spiderroom Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính, gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spiderroom Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spiderroom, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spiderroom sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spiderroom và các cơ hội hợp tác tại website spiderroom.com và các nền tảng khác. Khi anh hùng ở phía bên kia. Nếu theo dõi các bộ phim hành động bom tấn của Hàn Quốc trong hai thập niên qua, ta dễ dàng nhận ra một mô típ kỳ lạ. Rất nhiều các nhân vật anh hùng trong phim đều là người từ Bắc Hàn, tức là phía của kẻ thù. Chiến tranh Triều Tiên tuy đã kết thúc vào năm 1953, nhưng hai miền vẫn chưa bao giờ ký hòa ước. Họ vẫn là kẻ thù, ít nhất là trên lý thuyết. Trên thực tế, Bắc Triều Tiên với kho vũ khí hạt nhân của mình vẫn thường xuyên thực hiện các vụ phóng tên lửa đe dọa nhấn chìm người anh em phía Nam. Năm 2010, theo điều tra và các bằng chứng từ phía Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã phóng ngư lôi đánh chìm một tàu ngầm của nước này, giết chết 46 thủy thủ trên tàu. Cuối năm đó, chính quyền Bắc Hàn thậm chí đã nã hàng trăm quả pháo vào đảo Yongpyeong của Hàn Quốc, đánh dấu lần đầu tiên kể từ chiến tranh kết thúc một bên tấn công trực tiếp lãnh thổ bên kia. Bất chấp các căng thẳng thường xuyên đó, hình ảnh kẻ thù trong phim ảnh Hàn Quốc vẫn được khắc họa rất tích cực. Nhiều phim hành động với đề tài phản gián espionage mô tả những điệp viên Bắc Hàn như các anh hùng có trình độ siêu hạng, ngoại hình cuốn hút, thông minh, quả cảm, nhân hậu, không ngần ngại hy sinh bảo vệ cho người khác. Trong năm 2013, có 3 bộ phim với nhân vật chính là điệp viên Bắc Hàn được tung ra: The Suspect, The Berlin File và Commitment. Các nhân vật chính đều một mình chống lại âm mưu của các nhóm tội ác. Trong The Suspect, cựu đặc nhiệm Bắc Hàn còn chống lại nhân vật phản diện là quan chức hàng đầu của chính quyền Nam Hàn. Năm 2017, phim Confidential Assignment kể câu chuyện hợp tác phá án giữa cảnh sát hai miền. Trong đó, nhân vật phía Hàn Quốc vụng về nhát gan, đối lập với nhân vật từ Bắc Triều Tiên gan dạng giỏi giang. Cũng trong năm 2017, phim Steel Rain ra mắt với kịch bản Bắc Hàn bị một nhóm quân đội đảo chính ám sát lãnh đạo, đổ tội cho Hàn Quốc. Nhân vật chính, một người lính Bắc Triều Tiên, một mình chống lại âm mưu này và cứu cả hai miền khỏi họa chiến tranh. Năm 2019, phim Ashfall, một người lính Bắc Hàn cũng là nhân vật trung tâm trong nỗ lực giải cứu Triều Tiên khỏi thảm họa núi lửa đe dọa nhấn chìm cả bán đảo. Hình ảnh Bắc Hàn được mô tả như anh hùng, trong nhiều trường hợp làm lu mờ người Nam Hàn, thậm chí chống lại các lãnh đạo tham nhũng của những người Nam Hàn, là chuyện mới chỉ chục năm trước đó không ai tưởng tượng được. Phim ảnh dưới chế độ độc tài. Trước khi có lãnh đạo dân cử đầu tiên vào năm 1993, trong suốt hơn 30 năm, đất nước Hàn Quốc đã bị các lãnh đạo quân sự độc tài cai trị. Kiểm soát xã hội luôn là ưu tiên số 1 của các chế độ độc tài. Phim ảnh trong thời kỳ này bị kiểm soát gắt gao không kém gì báo chí. Các bộ phim có nhắc đến đề tài chiến tranh, bất kể thể loại gì, đều phải có thông điệp chống cộng. Thông điệp này phải được thể hiện rõ ràng, không có dư địa cho một sự gợi mở hay ý đồ nghệ thuật nào. Những ai có liên hệ Bắc Hàn đều phải được mô tả là những nhân vật khát máu, không biết suy nghĩ và hành xử như động vật. Những tác phẩm đi ngược với các chỉ đạo này đều có thể bị xử lý theo luật chống cộng sản hay Anti-Communism Law. Năm 1955, bộ phim Piago nói về người Triều Tiên ủng hộ Bắc Hàn đã bị cấm chiếu khi khắc họa những xung đột nội tâm của các nhân vật này thay vì mô típ máu lạnh thường thấy. Phim chỉ được gỡ lệnh cấm khi đạo diễn chỉnh sửa, nhét thêm hình ảnh lá cờ Hàn Quốc vào cuối phim, đảm bảo người xem phải hiểu rằng nhân vật chính sau tất cả sẽ ủng hộ Nam Hàn. Vào thập niên 60, chính quyền tăng cường kiểm duyệt với việc sửa đổi luật điện ảnh Motion Picture Act
Năm 1966, giải thưởng điện ảnh Grand Bell Awards tương đương với Oscar Mỹ còn thêm vào hạng mục riêng cho phim có đề tài chống cộng xuất sắc nhất. Những nhà làm phim không tuân theo khuôn thức chung đều bị trừng phạt. Các phim như Endless Bullet năm 1961 của đạo diễn Yoo Hyun-mook và The Seven Female POWs năm 1965 của đạo diễn Lee Man-hee đều bị kiểm duyệt vì dám đưa ra ý đồ nghệ thuật riêng, trong đó chủ yếu là cho các nhân vật Bắc Hàn có thêm tính người. Đạo diễn Yoo Hyun-mook còn bị khởi tố trả đũa trong một bộ phim sau đó khi ông công khai ủng hộ đồng nghiệp là Lee Man-hee. Công tố viên khép tội ông phạm luật chống cộng qua phát biểu rằng các nhân vật lính Bắc Hàn nên được mô tả như những con người thực, có xương, có thịt. Với suy nghĩ đó, phía công tố kết luận ông đã gật đầu với các tuyên truyền của Bắc Hàn rằng quân đội bù nhìn của họ là tập hợp của những con người biết thể hiện lòng thương. Hình ảnh nhân vật Bắc Triều Tiên trong phim Hàn Quốc trong suốt nhiều thập niên vì vậy đều có một mô típ chung: những cô máy giết chóc vô hồn không biết suy nghĩ. Mọi thứ chỉ thay đổi khi cùng với phong trào dân chủ hóa, ngày càng nhiều người lên tiếng yêu cầu bãi bỏ các biện pháp kiểm duyệt, hạn chế tự do ngôn luận. Vào năm 1996, 3 năm sau khi người Hàn Quốc lần đầu tiên bầu ra một lãnh đạo dân cử, tòa án tối cao nước này kết luận chế độ kiểm duyệt phim ảnh đang thực hiện là vi hiến. Chỉ 3 năm sau, năm 1999, phim Shiri của đạo diễn Kang Ji-gyu được ra mắt. Đây được xem là bộ phim hành động bom tấn theo phong cách Hollywood đầu tiên của Hàn Quốc. Nó đạt thành công vang dội với doanh thu trong nước vượt trên cả bộ phim Titanic lừng danh. Đây cũng được xem là bước khởi đầu cho một làn sóng mới về đề tài chiến tranh và Bắc Hàn, khi các nhân vật kẻ thù được mô tả với đầy đủ góc nhìn về một con người có tình cảm, có xung đột và biết tự lựa chọn. Không chỉ là các sản phẩm thương mại. Tiếp nối thành công của Shiri, các loạt phim về đề tài chiến tranh, hành động của Hàn Quốc đều được đón nhận rộng rãi và có doanh thu cao. Bên cạnh các phim thuần túy giải trí, điện ảnh Hàn Quốc trong giai đoạn này cũng tạo ra những sản phẩm vừa có giá trị thương mại, vừa được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Daegukki và Welcome to Dongmakguk là hai đại diện nổi bật trong số đó. Các phim này càn quét tất cả những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hàn Quốc khi ra mắt, đồng thời gây tiếng vang lớn ở các liên hoan phim quốc tế. Daegukki là sản phẩm tiếp theo của Kang Ji-gyu sau Shiri. Bộ phim có sự tham gia của hai nam diễn viên chính rất quen thuộc với khán giả Việt Nam, Jang Dong-gun và Gun Bin. Phim xoay quanh câu chuyện kể về hai người anh em bị bắt đi lính. Tác phẩm được khen ngợi khi trình bày hiện thực tàn khốc của chiến tranh từ góc nhìn mới mẻ. Những người lính bị buộc phải tham gia một cuộc chiến mà mình không biết từ đâu mà ra. Lý tưởng duy nhất của họ là đảm bảo người thân của mình được an toàn, và động lực chiến đấu mạnh mẽ nhất của họ là trả thù cho những người thân bị hại. Trong phim, sự tàn ác, vô nghĩa của chiến tranh đến từ cả hai phía. Chính quyền Bắc Hàn tuyên truyền tẩy não thì lãnh đạo Nam Hàn cũng tẩy não tuyên truyền. Những người lính Bắc Hàn thảm sát dân thường thì những người lính Nam Hàn cũng giết hại thường dân. Những người dân bị cưỡng ép cầm súng, nhảy qua nhảy lại giữa làn danh hai phe đỏ xanh, thậm chí bước qua cả ranh giới giữa người và thú. Như lời của Lee Jin-suk, người em trai, nhân vật đóng vai trò tiếng nói lương tri: chúng ta chẳng khác gì họ, chẳng tệ hơn cũng chẳng tốt lành gì hơn. Hình ảnh hai người anh em bị xoay nghiền trong một cuộc chiến họ không hề có ý định tham gia cũng là hình ảnh chung của những người dân Triều Tiên ở cả hai miền. Nếu Daegukki là một sử thi hoành tráng và đau thương, Welcome to Dongmakguk là một tác phẩm nhẹ nhàng mà thâm thúy. Dongmakguk là tên gọi một ngôi làng tưởng tượng ở trên núi, nơi người dân sống cô lập với thế giới bên ngoài. Họ không hề biết gì về cuộc chiến thảm khốc đang diễn ra, cho đến khi dân làng tình cờ chào đón hai nhóm lính Bắc Hàn và Nam Hàn cùng đi lạc. Lần này chúng ta đánh nhau với ai? Người Trung Quốc hay người Nhật Bản? Một dân làng hỏi anh lính Nam Hàn. Người lính trẻ bối rối gãi đầu, chỉ biết lặp lại những gì mình được tuyên truyền rằng anh chống lại quân đội bù nhìn của phía bên kia. Quân đội bù nhìn lại cũng chính là cách mà những người Bắc Hàn dùng để gọi đối phương. Khi bị chỉ ra chính các anh xâm lược miền Nam, người lính trẻ Bắc Hàn giận dữ gạt phăng, để rồi xấu hổ gãi đầu khi được đồng đội xác nhận đúng là chúng ta đánh chiếm họ. Người ta bảo tôi tiến về phía Nam thì tôi đi theo thôi, cậu lính trẻ Bắc Hàn lung túng giải thích. Đạo diễn của phim Park Kwang-hoon là một fan hâm mộ của đạo diễn hoạt hình lừng danh người Nhật là Hayao Miyazaki. Welcome to Dongmakguk vì vậy có rất nhiều hơi hướng của tác phẩm hoạt hình đến từ Studio Ghibli. Nhạc phim cũng do nhà soạn nhạc nổi tiếng Joe Hisaishi thực hiện. Hiện thực tàn khốc của cuộc chiến được hiện lên một cách nhẹ nhàng và hài hước qua lăng kính của người dân làng Dongmakguk. Người dân được cô lập từ lâu với bên ngoài, thậm chí không biết súng đạn là gì và tại sao phải sợ nó. Ở một nơi như vậy, những người lính của hai phe đối địch bỗng dưng không còn lý do gì để chém giết nhau. Không còn lãnh đạo ra lệnh, không còn những giọng điệu tuyên truyền và phải giết chóc, không còn lý tưởng dập khuôn phải nghe theo. Họ dần dần kết bạn với nhau và cuối cùng là chiến đấu cùng nhau để bảo vệ những người dân làng vô tội.
Thông điệp của Don Marco đơn giản là như vậy, nhưng đầy sức nặng. Khi không còn chịu sự kiểm soát của bên ngoài, bất kỳ ai cũng sẽ trở lại thành những con người hiền lành, chất phác và biết yêu thương nhau. Những gì diễn ra trong phim ảnh dĩ nhiên không phản ánh tất cả những suy nghĩ của người dân trên thực tế, nhưng trong những xã hội tự do, nó là một chỉ dấu tốt để đo lường cảm thức của công chúng. Việc các bộ phim về đề tài chiến tranh theo góc nhìn hoàn toàn mới được đón nhận tích cực là một bằng chứng cho thấy suy nghĩ của người Hàn Quốc về hòa bình, về cuộc chiến, về những người thuộc phe kia đã thay đổi rất nhiều. Thông qua phim ảnh, họ đã dám đối diện với những sự thật bị giấu kín, những tội ác không dám thừa nhận và những nỗi sợ lâu nay không ai dám động tới. Bằng cách đối diện với quá khứ, họ có đủ dũng khí để mơ về một tương lai như Đông Bắc Cầu, một thế giới nơi mọi người có thể yên bình sống bên nhau. Và đó là những cảm nghĩ và chia sẻ của tác giả Lê Khánh 123 về những bộ phim Hàn đang mang đề tài chiến tranh. Từ lâu, chúng đã không còn là những tác phẩm thuần túy tuyên truyền dọc khuôn. Đã có nhiều bộ phim đem đến những câu chuyện, những thông điệp xúc động, chạm đến trái tim của người xem. Các bạn nghĩ sao về những bộ phim này? Đừng ngại chia sẻ trong phần bình luận nhé. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like, subscribe cũng như là bật chuông thông báo của kênh Spider Room để đón xem thêm nhiều thông tin thú vị trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Peace!